Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo việc tỷ phú Elon Musk thưởng 1 triệu đô la Mỹ cho cử tri có thể vi phạm luật liên bang. Trước đó, tỷ phú Elon Musk, người đang chi hàng triệu đô la Mỹ để ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump, đã công khai giải thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ cho ủy ban hành động chính trị của ông là America PAC, trong tặng nhằm tăng số lượng cử tri đăng ký ở các bang chiến trường. Cụ thể, tỷ phú Musk đưa ra lời hứa này tại sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Harrisburg, bang Pennsylvania ngày 19 tháng 10. Theo lời ông Elon Musk, từ nay đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, mỗi ngày ông sẽ tặng 1 triệu đô la Mỹ cho một cử tri ngẫu nhiên ký tên vào bản kiến nghị trực tuyến ủng hộ tu trình án thứ nhất và thứ hai, đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Theo trang web của America PAC, điều kiện để có thể được nhận 1 triệu đô la Mỹ là cử tri phải là người ký vào bản kiến nghị, đã đăng ký và sinh sống tại một trong 7 bang chiến địa gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Cam kết ban đầu của tỷ phú Elon Musk về việc trả thường cho những cử tri đã đăng ký ngay lập tức làm dấy lên mối lo ngại từ các chuyên gia luật bầu cử và một số quan chức cấp bang, những người đặt câu hỏi liệu điều này có vi phạm luật hay không. Luật liên bang cấm trả tiền cho những cử tri đăng ký bỏ phiếu. Nội dung văn bản hứa hẹn giải thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ cho những người được chọn ngẫu nhiên ký vào bản kiến nghị ủng hộ quyền tự do của tu trình án thứ nhất và thứ hai. Nhưng để ký vào bản kiến nghị, cử tri phải đăng ký bỏ phiếu ở các bang cụ thể. Theo nguồn thạo tin, một lá thư từ bộ phận điều tra các hành vi vi phạm luật liên quan đến bầu cử của Bộ Tư pháp Mỹ đã được gửi đến Ủy ban hành động chính trị của ông Musk, thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro, thành viên Đảng Dân chủ, hôm 20 tháng 10 cho rằng việc tặng thưởng này rất đáng lo ngại và cần giám sát về mặt pháp lý. tỷ phú Elon Musk đã ngay lập tức đáp trả thống đốc trên nền tảng mạng xã hội X rằng rất đáng lo ngại khi ông ấy nói như vậy. Đáp lại một bình luận cho rằng ông Musk trả tiền cho các cử tri Đảng Cộng hòa đã đăng ký, ông chủ hãng xe điện Tesla nhấn mạnh những người thắng giải có thể đến từ bất kỳ đảng phái chính trị nào hoặc không và người chiến thắng cũng không cần phải bỏ phiếu. Tuy nhiên, ông không đề cập đến vấn đề pháp lý tiềm ẩn khi chỉ trao thưởng đối với những cử tri đã đăng ký. Theo Đài CNN, hiện không rõ ông Musk nhận được thư của bộ tư pháp khi nào và liệu nó có thúc đẩy ủy ban hành động chính trị của ông Musk thay đổi về thông điệp liên quan đến việc trao thưởng hay không. Mới đây, tập đoàn phát triển phần mềm Microsoft đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ các nhóm tin tặc liên quan tới Iran sẽ tấn công vào các trang web bầu cử của Mỹ. Bản báo cáo được Trung tâm phân tích mối đe dọa của Microsoft, MTAC, viết rằng Iran bất chấp những căng thẳng gần đây với Israel vẫn tiếp tục những nỗ lực gây ảnh hưởng tới người dân Mỹ trong khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đang đến rất gần. Trang tin Al Arabiya dẫn một đoạn trong thông cáo viết Gần đây, MTAC đã theo dõi các hoạt động của Iran, được ngụy trang với tên gọi là Boost Nelsman, nhằm kêu gọi người dân Mỹ hãy tẩy chay cuộc bầu cử vì sự ủng hộ của các ứng viên Cộng hòa và Dân chủ dành cho Israel. Việc nhóm này trước đây từng kích động các cuộc biểu tình tại nhiều trường đại học là minh chứng cho việc họ dùng các vấn đề xã hội để gieo rắc xung đột ở Mỹ. Thông cáo viết thêm, ngoài ra nhóm tin tặc iran bị microsoft theo dõi có tên là cotton sandstorm đã thực hiện một số hoạt động do thám nhằm vào nhiều trang web bầu cử của mỹ có khả năng đây là một sự chuẩn bị cho những hoạt động gây ảnh hưởng trực tiếp khi ngày bầu cử đang đến gần đại diện iran tại liên hợp quốc sau đó cùng ngày đã gọi những thông tin trên của microsoft về cơ bản là vô căn cứ và hoàn toàn không thể chấp nhận được người này nói iran không có động cơ hay ý định can thiệp vào cuộc bầu cử mỹ Trước đó vào cuối tháng 6, một tài khoản từ Iran cố ý đột nhập vào dữ liệu của một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Về chi tiết của vụ tấn công, đó là một email được gửi từ nhóm tình báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đến một quan chức cấp cao của Mỹ. Trong email có chứa đường link mà một khi nhấp vào là sẽ có thể mở quyền truy cập cho IRGC. Tin tạc thực hiện không thành công vụ tấn công này vì Microsoft đã thông báo kịp thời cho quan chức đó. Ngay sau đó thì những quan chức tình báo Mỹ cũng công bố một báo cáo, trong đó có những cáo buộc về việc Iran sử dụng nhiều tài khoản truyền thông xã hội để gieo rắc bất hòa chính trị ở Mỹ. Ngoài ra tại thời điểm đó Microsoft còn phát hiện thêm một hình thức có dấu hiệu gây nhiễu loạn chính trị ở Mỹ cũng bắt nguồn từ địa chỉ của Iran. Đó là những trang web được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo có tên là Savannatham và NeoThinker, chuyên đưa tin về những vấn đề chính trị ở Mỹ. Dù có nhiều bất đồng trong cách xử lý vấn đề Ukraine, nhưng đối với cuộc xung đột ở Trung Đông, ông Trump và bà Harris lại bất ngờ tìm thấy tiếng nói chung. Có nhiều lý do để Mỹ duy trì quan điểm đối ngoại gần như đồng nhất với Israel qua nhiều đời tổng thống, đặc biệt khi đường đua tranh cử đang tiến gần về đích. Được biết, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba, Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục bất đồng quan điểm về chính sách của Mỹ đối với quốc gia Đông Âu này. Bà Harris cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đối ngoại của chính quyền Joe Biden, bao gồm hỗ trợ Ukraine và ngăn tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tham gia trực tiếp vào cuộc chiến với Nga. Ngược lại, ông Trump tỏ ra mơ hồ về mức độ hỗ trợ của Mỹ trong tương lai dành cho Ukraine. Cựu Tổng thống Trump từng nhiều lần chỉ trích chính quyền của ông Biden vì đã gửi hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine. Từ nhận xét của mối quan hệ gần gũi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, ông Trump khẳng định sẽ kết thúc xung đột ngay sau khi đắc cử. Tuy nhiên, có vẻ như Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã tìm thấy tiếng nói chung trong vấn đề Gaza. Lưỡng đảng đều ủng hộ cái mà họ gọi là quyền tự vệ của Israel bằng cách tiếp tục dòng chảy viện trợ cho nước này. Trong khi ông Donald Trump khẳng định sẽ để Israel hoàn thành công việc ở Gaza, bà Kamala Harris sẽ tiếp tục đối sách của chính quyền đương nhiệm là cung cấp cho Israel mọi thứ mà Tel Aviv cần. Theo báo cáo của Viện Watson, thuộc Đại học Brown, Nhà Trắng đã cung cấp cho Israel 17,9 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự riêng lẻ kể từ cuộc tấn công do Hamas vào giải Gaza ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đây được xem là số tiền kỷ lục kể từ khi hai nước thành lập quan hệ ngoại giao. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở New Jersey, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump chỉ trích đối thủ ở Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris vì luôn đề nghị ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Ông nói, khi tôi trở lại phòng bầu dục, tôi sẽ ủng hộ quyền của Israel giành chiến thắng trong cuộc xung đột chống lại các mối đe dọa. Họ phải có quyền giành chiến thắng trong cuộc xung đột như vậy. Trước đó, bà Harris cũng nhiều lần đồng thuận với lập trường của Tổng thống Joe Biden về ủng hộ Israel, bác bỏ lời kêu gọi của một số thành viên Đảng Dân Chủ rằng Washington nên cân nhắc lại việc gửi vũ khí cho Israel vì cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza mới đây một vụ tấn công gây thương vong đã xảy ra tại trụ sở của tập đoàn công nghiệp hàng không thổ nhĩ kỳ tusas gần thủ đô ankara theo hãng thông tấn anadolu đã xảy ra vụ nổ lớn tại hiện trường kèm theo một cuộc đấu súng tusas là một trong những công ty quốc phòng và hàng không hàng đầu của thổ nhĩ kỳ công ty này sản xuất can loại máy bay chiến đấu đầu tiên của thổ nhĩ kỳ bên cạnh nhiều dự án quan trọng khác trên mạng xã hội x Bộ trưởng Nội vụ Ali Yelikaya mô tả đây là vụ tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở của Tusas tại Karamankazan, Ankara. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại vụ tấn công cho thấy một người đàn ông mặc thường phục đeo ba lô và cầm một khẩu súng trường tấn công. Những hình ảnh này cũng cho thấy một người phụ nữ mang theo vũ khí. Theo Al có khoảng 15.000 người làm việc tại cơ sở Tusas ở Karamankazan. Phóng viên của hãng tin này chia sẻ, có thông tin những kẻ tấn công đã xâm nhập và bắt một số công nhân làm con tin. Rõ ràng kẻ tấn công đã có thông tin về tòa nhà, lối vào. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch. Đã có khoảng 5 người thiệt mạng và 22 người bị thương do vụ tấn công, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy cánh cổng bị hư hại và một cuộc đụng độ gần đó tại bãi đậu xe. Lực lượng ứng phó tình huống khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasa Guler tuyên bố Đảng Công nhân Người Quốc PKK, tổ chức bị coi là khủng bố và bị cấm hoạt động đứng sau vụ việc Đồng thời nhấn mạnh Ankara sẽ không ngừng truy quét cho đến khi tiêu diệt phần tử khủng bố cuối cùng Sau vụ việc, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận quân đội nước này đã tiến hành chiến dịch không kích đáp trả nhằm vào hơn 30 mục tiêu tại khu vực phía Bắc Iraq và Syria Thông báo của bộ này cũng khẳng định toàn bộ các mục tiêu đều bị phá hủy và chiến dịch này vẫn đang tiếp diễn, song không công bố thông tin chi tiết. Cùng thời điểm, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cùng lãnh đạo nhiều nước, trong đó có Nga, Đức, Pháp, Iran, đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố, Liên minh quân sự này sẽ sát cánh cùng đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ và cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến. theo truyền thông nga việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân và trung tâm khí đốt ở thổ nhĩ kỳ là một phần đặc biệt trong cuộc hội đàm giữa tổng thống nga vladimir putin và tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan tổng thống recep tayyip erdogan đã tới nga tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi brics theo lời mời của người đồng cấp nga vladimir putin Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS được cho là thảo luận chi tiết hơn để triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân và trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là triển vọng hợp tác kinh tế thương mại. Thời gian qua, Thổ Nhĩ Kỳ luôn bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS nhằm mang lại các cơ hội hợp tác để phát triển kinh tế, phát huy vị trí địa lý chiến lược của quốc gia này trong việc thúc đẩy quan hệ với các nước các khu vực trên thế giới. Trong khi đó, việc Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ ý định gia nhập nhóm các quốc gia BRICS đã thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia, đặc biệt là Nga và Mỹ. Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin, Nga nhận thấy rằng Thổ Nhĩ Kỳ có một cách tiếp cận nghiêm túc trong nỗ lực gia nhập BRICS, một nhóm bao gồm các nền kinh tế mới nổi lớn như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi trong một cuộc phỏng vấn với rbc bộ trưởng ngoại giao nga sergei lavrov đã khẳng định rằng khi thổ nhĩ kỳ tuyên bố như vậy điều này thể hiện một ý định nghiêm túc ông cũng nhấn mạnh rằng brics không có quy định nào cấm các quốc gia thành viên của các tổ chức khác như nato hoặc liên minh châu âu duy trì mối quan hệ với brics ngoại trưởng lavrov chỉ ra rằng điều quan trọng là các thành viên brics và các quốc gia hợp tác với nhóm này chia sẻ các giá trị chung khác biệt so với những gì liên minh châu âu đang bảo vệ đặc biệt trong bối cảnh xung đột với ukraine điện kremlin cũng cho biết brics sẽ xem xét đơn xin gia nhập chính thức của thổ nhĩ kỳ theo các nguồn tin nỗ lực này là một phần của chiến lược ngoại giao rộng hơn của thổ nhĩ kỳ nhằm tăng cường quan hệ với nhiều đối tác trong thế giới đa cực trong khi vẫn thực hiện các nghĩa vụ của mình với tư cách là một thành viên quan trọng của NATO. Việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia nhập BRICS cũng phản ánh sự thất vọng của nước này trong việc kéo dài hàng thập kỷ nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu mà không có tiến triển. Kể từ năm 2005, quá trình đàm phán gia nhập EU đã bị đình trệ vì những lý do chính trị, bao gồm sự bế tắc ở SHIP và những mâu thuẫn nội bộ khác. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang trải qua mối quan hệ căng thẳng với các thành viên NATO khác do tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra năm 2022. Trong khi Nga đón nhận sự gia nhập tiềm năng của Thổ Nhĩ Kỳ vào BRICS, Mỹ đã có phản ứng khá thận trọng. Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết, Washington tin rằng các quốc gia có quyền tự do lựa chọn quan hệ đối tác của họ, bao gồm việc gia nhập các nhóm quốc tế như là BRICS. Đại sứ Mỹ tại Ankara Jeff Flake đã bày tỏ hy vọng rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập BRICS sẽ không thay đổi sự liên kết chiến lược của nước này với phương Tây. Đại sứ Flake lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành một quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng nếu cải thiện quan hệ với cả phương Đông và phương Tây.